Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh em DVH rất vui mừng lại tiếp tục được giáp những cái đôi loa dây, những cái cấu hình rất là khủng. Hôm nay thì được sự tin tưởng và ủng hộ của anh Hoàng Văn Bình ở Bắc Mê, Hà Giang đây, lên một cái cấu hình dây 30 rất là khủng. Các bác không nhất thiết phải chơi những cái dây 40 làm gì cho nó to, nó nặng, nó vất vả, mà cũng chả phải chơi dây kép 30 làm gì trông nó dài tồi lùi như con rắn ấy, bê nó mệt mỏi. Đây dây đơn 30 đây mà công suất rất là khủng luôn. Hai tầng cu 100 bát của nó đây kinh khủng khiếp luôn. Đấy, nhìn rất là khủng. Dòng bát này là dòng bát chuyên phun nhá, tiếng nó sáng cực kỳ. Và DVH thì hôm vừa rồi có bán một bộ về Bắc Giang ấy. Anh trai ở Bắc Giang, anh ấy đến anh ấy nghe thử 5 phút phát anh ấy chốt luôn cái cấu hình. Hôm ấy cũng hệt cấu hình như này, là cũng dây 3 điểm chốt. Và đây là cái tép, đây là cái mâm tép của nó. Mâm tép neo bi côn 75 dây nhôm dẹt các bác nhá, rất là đẹp. Hiện tại thì bên DVH thì đang chào bán cái cấu hình này với mức giá là 13 triệu các bác nhá. Đây 13 triệu một cặp này, rất là khủng. Bát này các bác nhìn này, trông như là cái hình ông mặt trời ấy. Các cái cánh nhôm xung quanh là cái tản nhiệt của nó nhá. Các cái này là các cái tản nhiệt xung quanh này, chứ không phải là tự dưng họ làm ra làm gì đâu. Họ làm ra cho đẹp hay là làm ra cho nó vui đâu. Nó tản nhiệt rất là nhanh nên là cái dòng bát này nó oánh, nó nguội nhanh lắm. Và các bác có thể nhìn thấy này, cái cổ côn này họ làm cái đường keo này, nó làm cái keo AB, cái keo trộn ấy. Keo này thì nó rất là cứng, oánh không bao giờ lo tụt cổ nhé. Và bát thì màng đã phủ keo, màng này là màng phủ keo chống ẩm. Nên các bác đi làm chẳng may mà gặp trời mưa mà không chạy loa kịp thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến đến cái khả năng hoạt động của cái dòng loa này. Đấy, rất là đẹp. Thì anh Bình thì anh ấy đặt cái cấu hình này là dây 3 điểm chốt, thì nó là hai chốt trước và một chốt phía sau kia, cái chốt phía sau nó ở kia. Đấy, dây 3 điểm chốt này thì oánh sẽ không bao giờ bị rung chốt các bác nhá. Nhưng mà tuy nhiên thì em này em thấy là cái 4 điểm chốt thì trông nó đẹp hơn. 4 điểm chốt đây, ví dụ như cái dây này là 4 điểm chốt thì nhìn bao giờ trông nó cũng khỏe khoắn hơn. Trông nó khỏe và nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên là nhược điểm thì là 4 điểm chốt thì đương nhiên là lắp nó sẽ lâu hơn là 3 điểm chốt rồi. Đây như cái này này. Cái này là dây 30 4 điểm chốt này. Nhìn trông nó khỏe hơn đúng không? Cái mẫu này thì trông rất là đẹp. Mẫu này bên DVH bán là rất là nhiều. Mẫu này là mẫu của LAS. Mẫu này bán được rất là nhiều. Nhưng mà tùy sở thích của mỗi người mà. Đây cũng vậy này, người thì thích 3 chốt, người thì thích 4 chốt. DVH thì vẫn thấy 4 chốt nó đẹp hơn. Nhưng mà một số anh em thì vẫn thích 3 chốt nên là thôi, thì mình cũng chiều theo cái ý của khách hàng thôi. Khách hàng cần 3 chốt thì bên em lắp cho 3 chốt. Như này, cái thanh dây nó bằng nhôm nhá, rất là dày. Đây này, các bác nhìn thấy cái hàng này. Nhìn này, nhìn cái nhôm của nó so với cái ngón tay mình rất là dày. Nhôm này của nó phải dày đến 5 ly. Rất là dày và chắc chắn các bác nhá. Chất lượng sơn rất là đẹp. Sơn này thì quá đẹp luôn, không chê vào đâu được. Đấy, 13 triệu một đôi này. Các bác đi làm đám cưới, làm đám cưới chỉ cần 2 hoặc 3 đôi này thì oánh thì ok luôn. Đấy, bát nó nhìn rất là gấu. Cu 100 màng nó cứng lắm, mà nó cứng cực kỳ luôn. Và bát này được oánh, nó oánh ra rất nhiều lời. Nhiều con bát côn 76 không ăn được con bát này luôn. DVH đã làm cái clip so sánh rồi. Con này nhiều con bát côn 76 không thể ăn được nó. Không hiểu tại sao. Côn 100 nhưng mà nó quấn bằng cái dây nhôm này. Cái côn, các bác nhìn cái côn nó rất là mỏng. Côn nó mỏng cực kỳ luôn. Và lời nó oánh ra thì mạnh kinh khủng. Con bát này lời alo rất là mạnh. Màng nó cứng. Côn 100. Cái lực nó đánh mạnh. Đỉnh điểm nó 2000W một chiếc bát này. Nên là cái màng này mà nó mà không cứng, nó không đủ độ bền thì nó oánh nó xé rách mất cái màng này ngay lập tức. Oánh không thể nào mà màng bình thường oánh không chịu được, xé rách màng ngay. Các bác nhìn cái cổ côn nó to khủng khiếp này. Loại bát này thì khẳng định với các bác luôn, các bác đi làm đám cưới kể cả đập nhạc sàn hay là hát hò gào thét ở Mỹ không bao giờ lo chết các bác nhá. Tại vì các cái dòng đẩy, cục đẩy ở mình ấy, em nghĩ là ít có con đẩy nào có thể đốt được, chết được cái bát này. Đấy, các bác đi làm thì chả may chết tép, hú mic chết tép nó là bình thường. Nó là cái chuyện bình thường thôi, như là mình đi xe máy ra đường mình lấn phải đinh thôi. Nhưng mà chết bát ấy, các bác đi làm ấy, nếu mà riêng chơi cái dòng bát này thì không bao giờ lo chết bát, khẳng định luôn. Đấy, các bác chơi những cái dòng bát neo bình thường hay là còn gọi là những cái dòng bát neo, gọi bát neo rẻ tiền ấy, hàng cỏ ấy, thì oánh nó còn hay chết. Côn 76 mà một tầng côn ấy thì oánh không cẩn thận, không cắt cốt khéo thì có thể chết bát nó là bình thường. Nhưng mà riêng những cái dòng này hoặc là cái dòng mà bát 2262 bên nhà DVH hay bán, 2 tầng côn 76 em bán vô kể nhiều luôn. Em phải bán được cả 100 đôi rồi. Năm vừa rồi bán rất là nhiều nhưng mà chưa bác nào phàn nàn về cái vấn đề là oánh chết được cái con bát này cả. Đấy, nói chung là các bác nào mà muốn bền và muốn khỏe thì chơi những cái dòng bát 2 tầng côn như này nhá. Oánh không bao giờ lo chết bát và tiếng nó rất là mạnh. Những cái dòng mà bát 1 tầng côn 76 bình thường, oánh chết là bình thường luôn. Đây này, lý giải tại sao nhá.
khi mà ở cái chu kỳ đầu tiên ấy, cái màng loa nó đi ra, màng loa đi ra này thì cái cuộn dây, cái cuộn này thì là nó kéo cái côn đi ra, cái thằng này đằng sau thì nó đẩy, tức là một thằng kéo một thằng đẩy. Và khi mà ở cái chu kỳ mà cái màng loa nó đi vào thì lại thằng này lại kéo, thằng này lại đẩy. Nên là cái lực từ mà nó sinh ra của cái thằng hai thằng côn này nó mạnh gấp đôi. Nó mạnh gấp đôi luôn. Đấy, cái lực từ ở trên cuộn dây nó sinh ra là mạnh gấp đôi của cái thằng một thằng côn, và kết hợp với cả nam châm neodymium, nam châm từ neo, nên là nó sinh ra một cái độ nhạy rất là cao. Đấy, nó là neo liền ở bên trong nhé, các bác có thể nhìn thấy trong cái lỗ này. Cái này là cái mặt bích nhá, trắng trắng đây, không phải nam châm đâu. Nam châm là nó là cái mặt dưới này. Đấy, nó là neo liền ở bên trong, không phải neo bi. Cái này nó là neo liền trong, nó sinh ra một cái lực từ rất là mạnh, tạo cho cái loa một cái độ nhạy cao, một cái độ nhạy cao khủng khiếp luôn. Nên là các bác oánh nó không tốn công suất. Tức là khi mà mình mở cùng cái ngưỡng công suất này với một cái loa khác thì cái loa này nó đã kêu to hơn cái loa khác rồi. Tức là các cái loa bình thường ấy, các bác khi mà đang nghe nhạc, các bác đang nghe cái loa bình thường, các bác cảm thấy đủ nghe thì các bác lắp cái loa này vào, các bác sẽ thấy nó nghe to hơn là cái loa bình thường, độ nhạy nó cao hơn mà. Và nếu mà oánh đến mức độ gọi là oánh đến cái mức độ gọi là sống còn luôn, cái loa bình thường không thể nào mà chịu được nữa rồi, chuẩn bị chết rồi, thì cái loa này nó vẫn kêu bình thường. Đấy. Cái sức chịu đựng nó rất là tốt, độ bền cao, cực kỳ mạnh luôn. Đấy, giao lưu với các bác một chút. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay đi được thêm 3 cặp dây này nữa. Các bác nhìn này, núm rất là đẹp. Bát neo, tép neo, cấu hình này thì bê cực kỳ nhẹ nhá. Một thùng này nó chỉ nặng khoảng 22 cân. 22 cân một thùng này nhá. Tiếng đánh rất là ok. Họng kè ra dây này. Họng kè này tiếng nó đi xa cực kỳ luôn. Nên các bác có thể nhìn thấy cái họng này. Tại sao cái loa dây nó lại đắt hơn cái loa full? Nó đắt ở các cái phụ kiện như này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy là cái họng của loa dây nó sẽ dài hơn. Nó dài hơn nhiều, nó phải dài gấp rưỡi cái họng loa full ấy. Và các cái đường dẫn âm ở trong nhá. Cái chỗ này là liền này, là nó không rỗng này. Còn đây mới là chỗ rỗng này. Cái tiếng tép từ đây nhá, nó đi ra đây. Nó chia làm đôi ra đây. Xong sang bên này nó lại chia làm đôi. Bên này nó chia làm đôi. Xong nó lại còn rất nhiều các cái nan nhỏ ở trong. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Và đây là đã chia làm 4 rồi nhá. Xong lại mỗi ở trong mỗi cái ô này nó lại tiếp tục nó lại chia làm 4 nữa. Đây, cái này thì 4 cái to, cái này thì 4 cái nhỏ này. Nên cái họng này rất là hay, tức là cái đường tép nó đi khá là dài. Nên là nó sẽ cho ra được một cái định hướng cực kỳ tốt. Cái họng này nó định hướng rất là tốt. Nên là bảo sao những cái dòng loa này cái họng kèn nó rất là đắt. Và cái tiếng thì nó đi xa cực kỳ. Đây các bác có thể nhìn thấy nhá. Cái họng nó như này. Cái tép này, cái tép nó phóng ra ngoài. Tiếng nó đi cực kỳ xa luôn. Và tiếng thì rất là tơi. Cái họng này rất là giá trị này. Đấy. Đây là lý do tại sao cái loa dây nó lại phóng xa hơn cái loa bình thường. Và nó có cái tính ghép chồng nữa. Tức là khi mà các bác sử dụng một chiếc loa dây này, các bác đặt độc lập ra thì nó kêu nó chả khác gì như là một cái loa full cả. Có thể nhá, bây giờ chúng ta sẽ so sánh như này. Có thể một chiếc loa dây này kêu to được bằng một chiếc loa full. Nhưng mà khi hai chiếc loa dây này mà đặt cạnh nhau ấy, thì nó lại phải kêu to bằng 3 chiếc loa full. Và khi 3 chiếc loa dây này mà đặt cạnh nhau ấy, thì nó có thể kêu to bằng 6 chiếc loa full. Các bác nhá, nó có thể kêu to bằng 6 chiếc loa full. Đấy là tại vì làm sao? Đấy là khi mà nó đặt gần, nó đặt rất sát vào nhau. Các bác có thể thấy là khi đóng dây vào nhau này, cái tép này của nó nằm rất sát vào nhau, và bát nó nằm cực kỳ sát vào nhau. Thì khi mà cái nguồn âm chính là một cái nguồn phát ra năng lượng, cái loa là cái để phát ra năng lượng rồi, phát ra cái sóng âm, phát ra năng lượng. Khi nó đặt rất là gần nhau thì không khác gì là các bác dùng cái vòi nước ấy. Các bác dùng 3 cái vòi nước mà các bác để trộm vào nhau thì có phải là nước nó sẽ phọt ra rất là mạnh không? Thì cái loa này nó giống hệt như vậy này. Đấy, một cái loa này mà đặt độc lập thì nó kêu nó không khác gì một cái loa full. Đấy là lý do tại sao loa dây người ta không chơi một đôi, mà người ta ít nhất người ta phải 2 đôi hoặc 3 hoặc 4 đôi. Người ta xếp chồng vào nhau. Đây, xếp nó sát xít xì xịt vào nhau như này. Nó tạo thành như là một cái đoàn tàu ấy, như đoàn tàu người ta mới gọi là loa array, line array. Đấy. Thì khi mà đặt sát vào nhau thì nó sẽ cộng hưởng cho nhau, và cái dB nó tăng lên rất là nhiều. Ba con loa này đặt cạnh nhau có thể kêu to bằng 6 con loa full các bác nhá. Mà trong khi nếu mà so sánh công bằng là một con loa này chúng ta chỉ cần lấy cái ngưỡng là chỉ cần kêu to bằng một con loa full thôi, thì ba con loa này đặt cạnh nhau nó đã kêu to bằng 6 con loa full rồi. Đấy là còn không tính là một con loa này nó còn kêu to hơn nhiều một cái loa full 30. Tại vì khẳng định luôn là chả có cái loa full 30 nào mà nó chơi cái củ bát nó kinh khủng khiếp như thế này cả. Con bát này thì quá kinh khủng khiếp rồi. Tép neo côn 75 công suất rất là khỏe nữa. Anh Việt lấy máy đi, bắn vào luôn đi. Lấy ve gì? Anh lấy máy bắn vào luôn cho em đi. Đây anh em thì đang trong quá trình lắp ráp. Lát nữa thì sẽ đóng gói và sẽ đi gửi xe. Đấy, giao lưu với các bác một chút để phân tích cho các bác. Các bác nào mà vẫn đang lơ mơ, vẫn chưa hiểu loa full và loa array nó khác nhau cái gì thì có thể lên Google hỏi tại sao nhá. Hỏi tại sao. Các bác cứ lên Google cứ tìm hiểu đi.
tại sao một cái đặt một chỗ thì thấy nó kêu bình thường, mà ba cái hoặc hai cái đặt cạnh nhau lại thấy nó kêu to hơn bất thường. Đấy, các bác cứ lên mạng tìm hiểu mà xem. Đấy, cái nguồn năng lượng khi mà nó tập trung vào một chỗ ấy, thì nó cộng dồn cho nhau, nó rất là mạnh. Và khi mà chúng ta mà để giải ra, ví dụ 6 con loa này mà để giải ra, cảm giác nó kêu rất là bình thường. Nó không đến mức độ gọi là chói tai gai mắt gì cả. Nhưng mà 6 con loa này mà xếp thành một cái đoàn tàu như này mà dựng trước mặt chúng ta thì nó oánh thì thôi, đứng đây thì chỉ có bịt tai mà chạy thôi, không thể nào mà chịu được. Đấy, khi mà cái nguồn năng lượng mà nó tập trung vào một chỗ và nó có định hướng các bác nhá, nó có định hướng, áp lực âm thanh nó ra rất là kinh khủng. Đấy, các bác đi làm đám cưới chỉ cần 3 cặp này thôi, bao những cái sân 1000m2 oánh bình thường. Nhưng mà yêu cầu là đẩy cũng phải có một cái cục đẩy khá là khỏe, tầm trên 1000W một kênh. Trên 1000W một kênh thì RMS ấy, trên 1000W là cái công suất RMS ấy, chứ không phải là 1000W đỉnh đâu. RMS thì mới phải chạy được, thì mới oánh mới ok được cái bát này. Đỉnh điểm nó phải 1500 đến 2000W một kênh thì chơi được cái dòng loa này nó mới ok được. Chứ còn đỉnh điểm mới được 1000W thì tức là RMS nó chỉ được độ 5-700 thôi. Thì oánh con bát này thì vẫn chỉ gọi là oánh để kêu thôi, chứ chưa phải là oánh căng đâu anh nhá. Tức là phải RMS đã được 1000W rồi thì oánh cái loa này thì nó mới ok. Tại vì con loa này 2 tầng côn 100, RMS nó 1000W luôn. Và maximum của con bát này là 2000W trong một thùng. Một chiếc bát này maximum là 2000W các bác nhá. Nên là các bác hãy chọn cái cục đẩy cho nó phù hợp. Những cái con đẩy nó tầm độ 1200W RMS ở 8 ohm thì pha những cái loa này sẽ ok. Oánh như tơi bời khói lửa luôn, oánh tưng bừng luôn, oánh bạo lực luôn. Còn những cái con đẩy mà 1000W RMS thì chỉ gọi là oánh tạm tạm thôi, oánh tạm tạm thôi, oánh được tầm 80-90% thôi. Đấy, còn nếu mà các bác mà có đẩy nó mạnh hơn nữa thì oánh như thôi, bao phê. Nhưng mà không khuyến cáo là những cái cục đẩy mạnh quá. Ví dụ như các bác mà chơi những cái con đẩy mà lên đến 1500 hoặc 1800W RMS thì maximum nó có thể đạt được đến hơn 2000, thì oánh các bác mà không cẩn thận thì vẫn đi loa là bình thường. Đấy, nhưng mà thường thì những cái cục đẩy đấy là họ để oánh xúc kép côn 125, chứ không ai lôi những cái con đẩy 1500-1800W RMS để oánh những cái loa full như thế này cả. Nó lãng phí, thì giá thành những con đẩy đấy nó cũng đâu có rẻ đâu, nó hơi lãng phí các bác nhá. Ok, để giao lưu với các bác một chút về cái cách chọn loa và cái cách chọn đẩy. Đấy, bát này sau khi bắn vào thùng này, nhìn trông nó lì không? Rất là lì và rất là đẹp, núm to. Côn 100 núm to, núm to này, và cái màng nó sần nhá. Các bác nhìn cái màng nó sần sùi này, chứ màng nó không phẳng đâu. Nhìn cảm giác nó phẳng nhưng mà nhìn kỹ thì thấy nó không phẳng. Và màng nó rất là cứng. Áp lực âm thanh nó oánh mạnh kinh khủng rồi. Con này mắc nó phải trăm, nó chắc nó phải đến gần 130 decibel mới, gần 130 dB. Tại vì mình nói thật là mình loa thì mình bán loa lâu rồi, mình nghe rất là nhiều. Cái con bát này thì nó oánh nó lực thật sự luôn. Mình chưa có cái thiết bị nào để đo đạc chính xác được nó ra bao nhiêu và nó ra như thế nào. Tức là mình chỉ hàng áng thôi, mình so với những cái loa hãng. Mình so với những cái loa hãng và mình xem cái thông số của cái loa hãng đấy ở trên trang web của nhà sản xuất. Thì là mình xem, mình so sánh với cái này thôi. Nhưng mà áp lực rất là mạnh. Ba con này một bên thì oánh ù tai luôn các bác nhé. Rồi ok, clip này thì em chỉ giao lưu một chút thôi. Thì bây giờ thì bên em sẽ tiếp tục lắp ráp và lát nữa thì sẽ đóng gói và sẽ đi gửi cho khách cho anh. Anh thì không có điều kiện xuống tận nơi DVH, cũng nói chung là cũng theo dõi DVH khá lâu rồi nên là gọi điện phát là chốt luôn. Tối hôm qua gọi điện phát và sáng mai chuyển cho anh 3 đôi. Thế là vào việc luôn. Alo một phát là vào việc luôn đó, không phải dài dòng nhiều. Anh em theo dõi DVH lâu rồi, cứ an tâm tin tưởng vào ủng hộ sản phẩm của DVH thôi. Ok, clip này thì em sẽ xin phép dừng lại tại đây nhá. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho DVH sử dụng Zalo và Facebook cái số đuôi 3277 các bác nhé. Hoặc các bác mở gần hoặc là có điều kiện thì mời toàn thể quý khán giả. Các bác quan tâm tới âm thanh sân khấu sự kiện thì qua trực tiếp cửa hàng DVH để cùng nghe và cùng cảm nhận cái chất âm của cái loa này các bác nhé. Trường hợp các bác ở xa quá mà không đến được thì em sẽ chuyển hàng, sẽ giao hàng đến tận nơi cho các bác. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.